Hello, xin chào anh chị và các bạn. Chào mừng anh chị và các bạn đã đến với video lần này của mình. Thì video lần này mình sẽ giới thiệu cho anh chị và các bạn một cái con máy cưa kiếm sử dụng pin. Thì con này thì với này là cái phần thân máy thôi nha các bạn. Với mẹ sản phẩm DJR187Z ha. Đây là bộ phận hộp của thân máy đây. Thì mã này thì không có bao gồm pin với sạc ha. Rồi, đi kèm với máy thì có phiếu bảo hành, catalog nhận sử dụng ha. Hãng Magita ha. Rồi, bên cạnh đó nữa thì đây là nhân vật chính của chúng ta. Như các bạn thấy thì con này thì rất là đẹp mà được bao bọc toàn bộ bằng cao su đó, với chất liệu nhựa bên trong ha, nhựa cao cấp của Makita. Logo thì in nhập nổi rất là đẹp ha, rất là tỉ mỉ. Phần này, phần cao su đây cũng được in logo rất là đẹp ha. Đây phần đầu để gắn lưỡi kiếm đây rồi các bạn ha, rất là dễ dàng để gắn. Sử dụng pin 18V. Đây với thêm phần tăng cấp độ đây ha các bạn ha. Cấp độ đây trên phần công tắc ha. Đó, tăng cấp độ ha. Rồi, công tắc bóp rất là nhạy. Với bộ phận thân cầm phần thân cầm nắm thì rất là dễ ha. À, có cần gạt chúng ta gạt xuống để bảo vệ chúng ta khi cưa ha, không bị văng vào tay hay chúng ta. Nhưng vào tay chúng ta ha. Rồi. Đó, rất là tiện lợi. Bóp lên. Rồi, tắt bóp. Với hai chế độ, một chế độ vòng cua của nó thì lên tới 2300 vòng. Lớn nhất thì đến 3000 vòng ha. Bộ phận dưới này thì gắn pin 18V. Phần tem seri đây ha các bạn ha. Đó. Rồi, phía trên thì có phần tem 7 màu chống hàng giả đây luôn nha các bạn ha. Đó, các bạn cứ yên tâm. Rồi, các bạn nhìn sơ qua con máy của chúng ta rất là đẹp. Đó. Thì con này rất là được thông dụng và sử dụng pin nên nó dễ dàng thao tác sử dụng ha. Đó, rất là được ưa chuộng trên thị trường luôn. Rồi, thì nếu các bạn có thấy video mình hay, hãy để lại một like, một subscribe để động lực review những cái sản phẩm chính hãng khác. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video của mình. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những video lần sau.